sinh lúc 1 tháng tuổi, cháu đã bị co giật, mỗi tháng cháu còn bị co giật 1 đến 2 lần. Điều trị thuốc cháu không lên co giật được 2 năm nay, cháu tái phát lại 2 tháng. Mỗi ngày và đêm cháu lên cơn co giật 30 đến 40 lần. Sức khỏe của cháu càng ngày càng yếu đi, chân và tay thì teo lại, rất mong sự tư vấn của giáo sư. Trong cái câu hỏi này thì em đang thấy rằng là bệnh nhân này là có con hay là cháu thì đấy bị bệnh động kinh từ năm 1 tháng tuổi đến nay và đã điều trị động kinh đến nay là được 2 năm rồi. Nhưng mà cơn động kinh nó đang tái phát khoảng 2 tháng trở lại đây mà lên 3-40 lần. Và hình như là không biết là bây giờ có còn đang sử dụng thuốc tây hay không? Rồi, Nhung Nhím lưu ý này. Dạ. Trong trường hợp này ấy, thì không có bàn cãi gì nữa. Một bệnh nhân động kinh mà lên đến 3-40 cơn một ngày ngay lập tức đi, đó là trạng thái cấp cứu, đối luôn là cấp cứu, không nên để ở nhà, nên đến để các bác sĩ sẽ chẩn đoán phân tích tại sao nó lại như thế và đề phòng những cơn động kinh liên tục bệnh nhân không thở được, nó sẽ trở thành tính mạng. Tôi nghĩ là ngay lập tức phải đưa đến ngay đến bệnh viện để đề phòng những diễn biến xấu có thể xảy ra để mà điều tra nguyên nhân. Nếu mà một ngày và cả ngày lẫn đêm mà lên 43-40 cơn nữa là nguy hiểm. Nhưng mà và không những là chỉ có lên nhiều cơn trong một ngày và đi cấp cứu, không biết là khuyến cáo những người bệnh mà bị lên cơn co giật mà phải đi cấp cứu là trong những cái trường hợp như thế nào ạ? Nó có nhiều đặc điểm kinh. Ví dụ như tôi có những bệnh nhân mà động kinh cơn vắng ấy, vắng ý thức. Tự nhiên ngồi này xong 2 giây không biết gì nhìn xa xăm này, một ngày có vài trăm cơn. Dạ. Thì trong trường hợp đó vô hại. Dạ. Cái dạng động kinh ấy nó không đe dọa, nó không làm quá mất chức năng của não. Dạ. Nó không ảnh hưởng đến cái tai biến sinh hoạt. Thế nhưng nếu một cơn động kinh toàn thể có cứng có giật chẳng hạn, cơn co giật chẳng hạn, suốt ngày ngã vật xuống xong không thở được. Dạ. Đấy, nếu mà cơn động kinh liên tục như thế thì giai đoạn đe dọa tính mạng. Dạ. Nhá. Dạ. Cơn nhất là cơn cơn động kinh toàn thể có cứng có giật. Dạ. Thế còn cơn vắng ý thức thì nó cũng nguy hiểm lắm. Thì những cơn bệnh nhân bị động kinh co cứng co giật ấy mà đang điều trị ngon lành, đang cắt cơn tự nhiên xuất hiện một tháng một ngày 5-7 cơn, hoặc là cái tần số cơn đang có một tuần một cơn tự nhiên một ngày 7-8 cơn, 1-2 cơn, thì cái là chúng tôi chẩn đoán là dọa trạng thái động kinh, tức là cái tần số cơn nó càng ngày càng mau đến mức độ cơn nọ nối cơn kia, bệnh nhân không tỉnh được và co giật cái tự nhiên không thở, thì đây là trạng thái động kinh. Thế nên là nếu có sự gia tăng đột xuất của số cơn động kinh như ở cái thể động kinh toàn thể như vậy thì cần phải đi ngay để cắt cơn chứ không có nó để dọa tính mạng.